Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Hôm nay em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản ở tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì cái lô đất em giới thiệu đây là rất là đẹp luôn anh chị, có 68 mét mặt tiền đường nhựa này ha, và mình có giáp một cái sông rất là đẹp luôn. Đây em sẽ quay cho cô chú chị mình xem bất động sản mình. Đấy, cô chú chị có thể thấy sông ha, sông giáp đất mình. Rồi mời anh chị, cô chú chị mình cùng theo chân em Điền để xem bất động sản này nhé. Đây cô chú anh chị, trước mặt cô chú anh chị mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 7-8 mét anh chị, rất là rộng, ô tô né nhau thoải mái luôn. Đường nhựa này thì rất là mới nha anh chị. Đây, rộng rãi, và xung quanh bất động sản mình đã có nhà ở rồi nè, dân cư nè, mà khu ở đây á, thì đã có điện đài tới nơi và đang xài là nước máy rồi anh chị. Xung quanh đây đó, khí hậu ở đây khá là mát mẻ. Giờ trưa mà em quay gió thổi hiu hiu luôn anh chị. Đây cái lô đất của em đều muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây là có 68 mét mặt tiền đường nhựa này ha, tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa này, và ranh móc của mình là từ đây anh chị, đây từ cái ranh trụ này ha, và mình đổ dài tới cái chỗ cái cầu kia là 68 mét mặt tiền đường, và chiều sâu của mình á thì khoảng đâu đó là 20-25 mét thôi sâu vô đây đó. Và đặc biệt cái lô đất mình là giáp suối nha anh chị, giáp suối cũng khá là to đây. Đất mình là khá là vuông vức anh chị, đây anh chị có thể thấy đất mình giáp với lại cái suối này ha, và đất mình cũng khá là cao ráo anh chị, khá là cao ráo. Nếu mà trời mưa thì nó cũng lân chừng thôi, nó không có ngập tới đây đâu anh chị. Đây đó, và của mình là bám theo suối này hết 68 mét luôn anh chị, giáp tới cầu kia. Từ vị trí bất động sản mình mà đi ra quốc lộ 55 á chị, quốc lộ 55 thì khoảng đâu đó là 500 mét thôi anh chị. Đây đi đường này anh chị này, đi đường nhựa này, đi thẳng ra là quốc lộ 55 rồi. Cũng khá là gần, khoảng 500 mét thôi. Anh chị có thể thấy nè, sông nước này. Khu vực này thì đã sử dụng nước máy rồi. Cái bất động sản này thì thích hợp cho cô chú chị mình mua đầu tư để đó, hoặc là mua để nghỉ dưỡng anh chị. Giá thì mặt tính theo mét mặt tiền mét ngang á, thì khoảng là 20 mấy triệu thôi, 28 triệu một mét ngang thôi chị. Anh chị có thể thấy đường nhựa rất là rộng. Ở đây khá là cũng là yên tĩnh. Đó. Đi thẳng ra tầm 500 mét là tới quốc lộ 55 rồi. Đó. Và cái hướng trong này anh chị là cái hướng đi vào khu dân cư, và cũng như là thông ra lại đường quốc lộ 55 luôn anh chị ạ. Rồi trước mặt cô chú anh chị mình đây là cái vị trí đất em Điền đang đứng ở, vị trí đất luôn anh chị. Đây thì đây vị trí em đang đứng đây thì đi ra quốc lộ 55 chỉ khoảng là 500 mét thôi anh chị. Đây mình có thể thấy đây, đi ra quốc lộ 55 và mình đi hướng này nè, là mình đi thì trước Phước Bộ cũng như là đi Sài Gòn được nè, thành phố Hồ Chí Minh được anh chị. Còn mình đi ngược lại, mình đi biển Bình Châu anh chị. Em sẽ zoom lại cho cô chú chị mình xem ha. Đó, quốc lộ 55 của mình là sẽ thông thương đi được Bình Thuận, và quốc lộ 55 này mình đi được thành phố Bà Rịa cũng như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Từ vị trí đất mình xuống biển Hồ Tràm khoảng đâu đó là 15 phút đi đường thôi anh chị. Đây, mình có thể đi đường này được, hồ biển Hồ Cốc xuống cũng được, và mình đi thị trấn xuống cũng được ha, cũng rất là gần.